Xin chào các bạn. Thì khi chúng ta đã hoàn thành planning cho dự án của mình rồi ấy, thì chắc chắn bạn sẽ muốn deliver một cái sản phẩm hay một cái plan cho khách hàng, cho những stakeholder trong dự án của mình để mọi người có thể review và comment, đúng không? Ok. Thì vậy chúng ta sẽ deliver cho khách hàng cách nào? Ok. Chúng ta có thể deliver bản Microsoft planning chúng ta làm ở định dạng MVP cho khách hàng cũng được. Nhưng thường người ta sẽ không deliver kiểu đấy. Thì vì một là khách hàng hay là stakeholder phải cài những cái công cụ Microsoft Project lên máy tính của họ để có thể đọc được file đó, đúng không? Như vậy rất phức tạp và mất thời gian của khách hàng, của stakeholder, đúng không? Thì để giải quyết được bài toán đó thì chúng ta sẽ làm như nào? Ok, chúng ta có cách bằng cách chúng ta sẽ export hay print hay in ấn nó ra một cái định dạng như là PDF để chúng ta có thể deliver cho khách hàng một cách thuận tiện nhất, đúng không? Vì cái định dạng PDF thì hầu như máy nào cũng sẽ máy mở được, đúng không? Ok, rồi chúng ta bắt đầu nhé. Đây là cái project plan của tôi. Ví dụ là tôi đã hoàn thành xong cái planning rồi, đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi deliver cho các stakeholder trong dự án của tôi cái detail planning cho cái website development này. Vậy chúng tôi sẽ làm như nào? Ok, thì tôi sẽ vào file, chúng ta vào phần print print. Ok, đây là những cái thông số đang để mặc định, đúng không? Thì nếu để thông số mặc định thì các bạn để ý là chúng ta sẽ không thể nhìn thấy hết được cái nội dung trên trang, đúng không? Nó phân chia sang các trang khác. Đấy, ok đúng không? Trái phải lên xuống như vậy thì lúc chúng ta in ra nó sẽ rất xấu, đúng không? Vậy chúng ta có cách nào để làm nó đẹp không? Là có, bạn tùy chỉnh nó trong phần print này này. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ có setting, thì chúng ta sẽ print entire project và in toàn bộ nha, toàn bộ những cái liên quan đến dự án của chúng ta. Page chúng ta mặc định thì nó sẽ select từ page 1 đến page 4 khi chúng ta select cái option là print entire project. Ok, thì tiếp theo là cái hướng, thì ở đây nó sẽ có hướng kiểu chiều dọc này, dọc khổ giấy, in dọc và thứ hai là in ngang khổ giấy, ok đúng không? Thì tiếp theo là phần letter, đang chọn là letter thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kích thước phù hợp. Ví dụ tôi để chọn là A4 là khổ giấy thông thường, đúng không? Thì thực ra nó cũng không không khác nhiều là letter là mấy, chúng ta vẫn chưa có đầy đủ các cột ở trên đây. Tôi sẽ có phần chọn A3 đi, nó to hơn A3. Khi chúng ta chọn A3 thì còn một cột nữa là cột nốt, vẫn nằm trong trang số 2, đúng không? Ok, như vậy là chúng ta sẽ back lại cái plan để chúng ta tùy chỉnh một chút nha, cho nó đẹp nha. Tôi có thể sẽ cho phần này nhỏ đi một xíu này, cho nhỏ đi này, cái này có thể nhỏ đi này, hơi sát đúng không? Ok, tiếp theo những cái phần liên quan đến phần tab này, tôi cũng cho nhỏ lên một chút. Phần duration, start time, khá nhỏ, có cái sẽ bị nhìn bị mất. Phần trăm hoàn thành cũng khá là nhỏ rồi. Đây tôi sẽ giờ view không chưa ổn lắm, đúng không? Ok, tôi tự thử preview lại xem nha, print này. Ok, lúc này bạn để ý là cái cột nốt đã nằm trên cái một trang rồi, và lúc này là toàn bộ cái plan của chúng ta đã nằm trên một trang, như vậy là rất đẹp đúng không? Ok, bây giờ chúng ta đi tùy chỉnh sâu hơn một chút. Chúng ta có page setup kiểu đây, nó sẽ mở ra cửa sổ là page setup, đúng không? Chúng ta sẽ có cái gì ở đây? Đây là page này,
Y theo kiểu kiểu gì này, kiểu nằm ngang nằm dọc này, đúng không? Access to 100% này là 33 này, là thông tin mỗi chúng ta vừa chỉnh đây này. First page number auto, ok. Phần margin này, đúng không? Margin border around, chúng ta có thể chỉnh border around. Nếu để every page sẽ border trên đầu này. Ok, tôi để 5. Header. Header by the year đây này. Ở phần center left chúng tôi có project title này. Đây, nó sẽ là cái chỗ này. Chúng ta không muốn hiển thị thông tin project thì chúng ta xóa đi thôi. Ở đây tôi sẽ để center này. Page number ở dưới đây cũng vậy. Page number phần trăm hoàn thành. Footer đây. Đây. View. Đúng không? Print first column, print note, option, landscape, portraits. Okay. Ok button. Giờ lúc này bạn để ý, ở đây chúng tôi sẽ có cái project 1. Tại sao cái title này là project 1? Chúng ta có cách nào sửa không? Chúng tôi cho câu trả lời là có nhé. Tôi sẽ vào phần option. Đâu nhỉ? Phần advanced đã không ạ? Đứng lại xem nào. Không, nó sẽ nằm trong file này. Đấy. Nó có project info. Click vào đây. Advanced property. Đấy. Nó phần title này đang bị sai này. Đúng không? Website development detail plan version 1.0. Lấy ví dụ như vậy. Ok. Tôi bắt ra print. Đúng không? Bạn để ý lúc này tôi print ra thì cái title nó sẽ là Website Development Detail Plan Version 1.0, đúng không? Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có thể là save lại thôi. Đầu tiên là save lại đã. Save này. Chúng ta được save as này. Browse này. Chúng ta chọn là PDF. Để cái desktop nha. Save it. Ok. Thì chúng ta sẽ có thể mở được với trình duyệt PDF Viewer trên máy tính của các bạn. Okay. Rồi thì tôi sẽ mở cái file PDF là PM Plan ở đây, đúng không? Click vào đây. Đấy. Lúc này thì tôi có thể view được cái file planning của tôi ở định dạng PDF. Cũng khá là ok, đúng không? Oh, sorry. Ok. Very good. Vậy tôi sẽ kết thúc cái video tại đây. Thì qua video này tôi đã vừa hướng dẫn các bạn cách tùy chỉnh cấu hình sau khi chúng ta in ấn những cái tài liệu Microsoft Project mà chúng ta vừa hoàn thành cho dự án, đúng không? Tại sao chúng ta phải in ấn, đúng không? Chúng ta in ấn và export nó ra một định dạng khác, ví dụ định dạng PDF, thì khi chúng ta phải bàn giao cái plan này cho các stakeholder trong dự án thì mọi người có thể dễ dàng view một cách gọi là view very quickly, nhanh nhất có thể, đúng không? Thay vì chúng ta deliver cái file MPP cho khách hàng là chính cái file Microsoft Project đây này, thì khách hàng lại phải cài thêm tool Microsoft Project để view nội dung thì sẽ mất khá nhiều thời gian, đúng không? Ok, thì tôi hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có comment gì hay là có câu hỏi gì thắc mắc thì cứ comment, tôi sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.